Đà đà đu bố. Đu bố hồ gì? Bùng. Đu bố gì? Đà đu bố hồ bùng. Hồ bùng hả? Đu bố gì nói lại? Đà đu bố cổ bùng. Thổi bùng luôn. Phải không? Đu bố gì nói lại đó, cái gì cho dễ nghe coi. Đu bố gì? Đu bố hồ bùng. Hả? Đu bố hồ bùng, chị Bi nó nói vậy á. Đu bố hồ bùng hả? Không phải. Đu bố bùng. Bùng gỗ. Ba. Đu bố bùng nổ. Rồi ok, coi nè, coi nè, coi ta chém đầu ngươi nha. Chú, ghê quá. Ba là chú. Ba nè, ta chém đầu thì phải chắc cái cúp đầu xuống nha. Chú, ghê quá. Ba phải. Ba, chú thép này. Chú, đứa bé gì, đứa bố gì? Thép này. Đứa bố thép hả? Dạ, thép. À, đứa bố xét. Chọt cho bụng cái. Ui, nó chơi đánh lén nha, đứa bố bùng nổ chơi mà đánh lén nha. Đứa bố gì? Đà đu bố bùng bùng gỗ bùng nổ. Bây giờ né cái coi. Đánh cho tay lên nè. Đánh cho tay lên nè. Đánh người không biết né gì hết trơn vậy. Chọc cho bụng đó nha. Hô bùng được ba đâu. Trời ơi sao không đánh được. Ngươi là robot gì? Ba là tôi bố thấy này. À robot xét hả? Sắt hay là xét? Xét. Robot xét hả? Không chọc được hả? Trời ơi cứng quá. Cứ ngắt luôn, thôi ta thua rồi. Bây giờ ta chém đầu thử coi được không nha. Con né thử coi né được không. Dương thắng. Đóng băng chim. Hả? Con làm gì? Dương đó chế lại. Đóng băng hả? Dạ. Giờ robot về bây giờ đổi thành đôi bé. Robot đóng băng hả? Không phải. Tôi muốn gọi có chiêu đóng băng. À bùng nổ mà có chiêu đóng băng luôn. Bây giờ đóng thử cho Duyên coi coi. Thôi bùng luôn. Trời ơi, thôi bùng luôn sợ quá. Đánh cho lại nè. Thôi bùng bây giờ đứng im luôn sao? Đánh cho lại nè. Rồi, để đôi robot bùng nổ, thổi bùng này kìa. Thổi bùng giờ gì em, chém đầu thử là được không nha. Con có thụp xuống không? Đóng băng. Trời ơi, đóng băng luôn. Đánh cho ta lên nè. À, robot xét. Thế không làm được gì đâu. Trời ơi, không làm gì được, nó cứng nhắc luôn. Con robot bùng nổ cho đến đấy nha. Cho đến lén ta nha. Không nổ chứ.